có 1 tỷ thì chúng ta nên làm gì trong thị trường bất động sản? Trong đầu tư bất động sản có hai cách. Cách thứ nhất đó là đầu tư về dòng tiền, cách thứ hai đó là đầu tư về lãi vốn. Để mà đầu tư về dòng tiền thì chúng ta cần phải có nhiều tiền để mua những cái tòa nhà mặt phố hoặc mua những cái căn hộ chung cư thì rất là nhiều tiền, thì Quang không nói đến cái vấn đề ngày hôm nay. Để 1 tỷ mà đầu tư hiệu quả thì lời khuyên của Quang bây giờ đó là đầu tư đất vendo. Mình sở hữu càng nhiều diện tích với cái số tiền 1 tỷ càng nhiều càng tốt. Lý do vì sao là đầu tư vendo, như mọi người thấy đất thành phố bây giờ điện đường trường trạm nó đã bão hòa thì cái khả năng tăng đột biến gấp 2, gấp 5, gấp 10 lên rất là khó. Còn nếu như chúng ta đầu tư đất vendo thì cái khả năng mở điện đường trường trạm ở cái vùng đất vendo nó rất là khả thi, nó rất là dễ dàng hơn so với đất trung tâm. Bởi như vậy có rất là nhiều thương vụ người ta đầu tư đất vendo nó tăng gấp 2, gấp 5, gấp 10 lên là chuyện hết sức bình thường. Nên 1 tỷ giai đoạn này đầu tư tốt nhất đó là đầu tư càng nhiều diện tích đất vendo càng tốt.